đêm nay trời mưa giăng dần dũ, biết rằng phu nhân đang lâm cơn ương yếu. Gió lạnh sương rơi giá rét như vậy, nên tiểu thơ của chúng tôi mới sai chúng tôi mang tấm áo ngự hạt kính dâng lên ba mẫu. Đa tạ tiểu thơ và nhị vị cô nương. Trước chân tình thâm trọng của tiểu thơ, tôi nghẹn ngào không biết nói sao mà đáp tạ thâm ân. Một tâm tình cao cả của một người con gái, dù ai đen bạc đôi giời vẫn giữ vẹn lòng son. Công tử ơi, xin chớ bận tâm vật mộng, có nghĩa chi mà phải ngại ngùng. Nếu có thương ân chẳng trao dồi kinh sợ, bốn phần làm con đồ dám trách lỗi cha giọng hôn vì chồng phu khinh bận. Xin gửi trao ai tâm sự ân bạn hồ ghi tên cha già không còn kinh bạc, và cũng xin đơn vẫn hận đơn xa chân. Rồi tôi thanh xuân phí quãng đời cho mai một, xin được dòng tay tâm lành ý ân tình. Tình nặng ân sâu, sông núi xanh đâu bằng. Xin công tử nên nhận áo ngữ hàn, nếu công tử không nhận, tiểu thơ tôi buồn lắm. Tôi ngại ngùng chi hỡi Trần Minh hiền đệ, khách khí làm chi chỉ làm buồn lòng kẻ có thành tâm. Đệ hãy nhận đi và lo đáp trả một thâm tình. Đệ hãy lấy áo của đệ lại mặc, trả áo lại cho ta, để ta đón tiếp người cho phải lệ. Dạ, em xin chính. Dạ, em xin được tự tay đắp cho ba mẫu.